Dạ em xin kính chào quý cô chú anh chị yêu thích mai vàng, đam mê sưu tầm bonsai cây kiểng trên cả nước đang xem kênh Cuộc Sống Thơ Hậu Giang ạ. Dạ hôm nay thì kênh xin chia sẻ cùng cô chú anh chị bãi kiểng của anh Trạng ở thành phố Cần Thơ hết với cô chú. Giao lưu hôm nay mình có khá là nhiều loại giống luôn nha, có cúc cây thi với lại mai quắn nha quý cô chú. Cúc thọ hương, cây đa số là đế đẹp nha quý cô chú anh chị. Mini rất là dễ thương nha quý cô chú. Xin mời cô chú anh chị mình vào xem clip giới thiệu mai hôm nay của anh Trạng luôn ạ. Dạ em xin chào anh chủ ơi. Rồi chào Phương, chào cô chú anh chị trên kênh Cuộc Sống Cần Thơ Hậu Giang ha. Rồi hôm nay em về lô mai mới hả chị? Chúng là hôm nay về hàng mini của chị ơi. Đó có một hai cây thọ hương tàn à. Kính mong chú anh chị cứ ủng hộ ha. Số thoại là 0932999393. Zalo số đó luôn anh chị. Rồi mã đầu tiên hôm nay là mã số 77 cây mai Đại Lộc nha anh chị ơi. Mã số 77. Cô chú, cây này mình dắt được 4 bơ nha. Cây này về mình con tàn lạc lá rồi, sang năm sau chơi tết. Cũng bông ha. Rồi, cái này hoành thân là 19. Chiều cao là 56. Đằng ngang là 55. 77 này xin giao luôn với cô chú anh chị mình là 650.000. Dạ, 650 cô chú anh chị nha. Rồi, mã số 78 là cây cúc bi. Cây này đế đẹp nha. Cây này ghép một bo ha anh chị. Dạ. Già mùa rồi. Muốn liền cái đầu luôn hả cô chú nha. 78. Và 78 là cây cúc bi. Lấy nơm ha. Hoành 10. Dạ. Cao 36. Đằng ngang 40. Rồi mã số 78. Xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 450.000. 79. Hoa hồng thanh tú. Một cây dáng trực nha các bạn. Cô chú chị giờ mình lấy thấy bo được liền nha cô chú. Cái bo lên ra luôn ha. 79 hoa hồng thanh tú nha anh chị. 13 bo nha cô chú. Nhét được 13 bo. Mình là bộ mình nhịp vừa vừa thôi, nhịp quá. Cái này dán trực anh chị, cụ đế nở ha. 79 hoa hồng thanh tú. Cái này cụ đế là 30. Hoành là 22. Chiều cao là 85. Tàn ngang là 50. Mã số 79 xin giao lưu là 1.100.000. Cái đó cây ngang rồi. Hoa hồng thanh tú. Cây này lấy bo được nhiều nha các cô chú anh chị. Cây này phải 6-7 bo nha các cô chú. 80. Hoa hồng thanh tú. Cây này cô chú anh chị, mình về mình đôn tàn vô ha, đôn tàn vô cái mình nó ra từ đó anh chị, ra từ cái mình bấm là nó đầy tàn lắm ha. Cái này cũng đế nở nha anh chị, đế đều hết trơn ha. Rồi cái này hoành thân là 19 chị. Cao 82. Tàn ngang rộng 64. 80 này xin giao luôn là 1 triệu anh chị ơi. Dạ, cái này mình lấy bo được liền nha cô chú anh chị. Rồi mã số 81 là cây mai quắn. Dán lắc luôn ha anh chị. Mai quắn dán lượng lắc lượng luôn ha. Này cái cực gừng. Cái này để phòng khách chơi của em nha với cô chú anh chị. Dạo quắn nha anh chị. Nha. 81. Dạ, số 81. Hoành 15. Cao 42. Tàn ngang 36. 81 này xin giao luôn là 650 anh chị ơi. Rồi mã số 82 là mai quắn luôn nha anh chị. Dạ. Mai quắn thân lắc luôn cô chú anh chị nha, quắn là quắn khích luôn à. Quắn bậm á. Dạ. À. Thân lắc. Cái này ghép nhiều bo anh chị. Cô chú anh chị này mới lấy này về mình lấy bo ghép được ha chị. Nhiều lắm ha, nhiều bo lắm ha. Dạ. Rồi 82. Cái này hoành là 17. Dạ rồi. Chiều cao 45. Cái tàn nghe là 29.
Rồi mã số 82 xin giao lưu anh chị mình là 600.000. Dạ. Thứ ba, cúc bi. Cái đế rất là dễ thương nha cô chú. Đây để bàn ha. Hai bo và mùa. Dạ. Tám mươi ba. Để bàn rất là dễ thương nha cô chú. Quanh là 11. Dạ. Chiều cao 39. Tầng ngang 40. 83 này xin giao lưu chính chị mình là 450.000. Dạ. 84. Tây thi. Thân nó quá luôn nha cô chú. Đây cúc tay thi nha anh chị. Cái này ghép được 3 bo anh chị ơi. Dạ. À, đế này anh chị theo lắc ha. Dạ. Cái lô tay thi này về là đế là quái không nha anh chị, hàng quái không nha. Quái gì cả nè. Cái này hoành đế là 33. Dạ. Hoành eo là 12. Chiều cao là 47. Tầng ngang 38. 44 với 84. Cúc tay thi xin giao lưu cho mình là 750.000. Dạ. 85. Cúc 36 cánh chị ơi. Có bông chùm luôn nha cô chú anh chị. 85. Ừ. Cái này cái đế cũng dễ thương. Đây là đế là trái bí nha anh chị, quán trái bí ha. Dạ. À. Cúc 36 cánh. Dạ. Ghép được 2 bo nha. Cái mặt bông nó đẹp lắm nha anh chị. Bông chùm nha anh chị. Ghép 2 bo. Rồi, cái củ bí nè, trái bí nè. Rồi củ đặt là 24. Dạ. Hoành thân 8. Chiều cao là 35. Tầng ngang 37. 85 xin giao luôn chị mình là 400.000. Dạ. 6 là cây cúc hoàng hậu. Cúc hoàng hậu để thú luôn nha. Dạ, cây này giờ già mùa mình bó được nhiều cây. Hai bo lớn không có chú chị nha. 85. Dạ. Hả anh chị? Đế nó cũng quá luôn cô chú anh chị nha. Đế hình thú nằm dài luôn ha. Dạ. Này, chiều dài con thú nè. Chiều dài con thú là 19. Thú này bị thiếu ăn nè. Hoành 12. Chiều cao là 68. Tầng ngang là 65. Dạ. 68 này xin giao lưu cho chị mình là 750.000. Dạ, 750.000. 17. Dạ, cây quắn luôn nha cô chú. Mày quắn. Rồi, thân lắc luôn nha quý cô chú. Cây này thì mình ghép được 4 bo nha. Dạ. Em xin đăng số nữa nha. Đây là thân lá nhìn có duyên lắm nha quý cô chú anh chị. Cây này về mình cắt bo cũng được khá luôn à. Hoành là 16. Dạ. Chiều cao là 58. Tầng ngang 36, mã số 87 may quán này xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 650.000 ha. Dạ rồi. May quán luôn. Dạ. Cây này thân cái gọng nó lắc mình có duyên nha với cô chú anh chị. Cây này ghép 1 bo, 2 bo, 3 bo, 4 bo. 6 bo nha anh chị. Dạ. Cái này đế đẹp ha, đây có đế nè. Đều nha quý cô chú. Ừ, đế trẻ đều luôn á chị. Hoành 16. Dạ. Cao 54. Tàng ngang 49. Mã số 88 xin giao lưu là 700.000. Dạ. Là cây mai đại lộc. Cây này đế cũng khá nha cô chú anh chị. Dáng nó hơi siêu siêu nha. Ừ, cây này ghép 5 bo cho anh chị vào mùa nha. Cái này mới chơi Tết xong. Dạ. Bao con vip luôn. Hoành
21, chiều cao 52, tàng ngang 46, mã số 89 này xin Zalo cô chú anh chị mình là 750 ngàn. Dạ, 750 là một cây đại lộc nha cô chú anh chị. 89. Dạ. 90, hoa hồng thanh tú. Cây dáng trực khác cô chú anh chị, cây này mình cắt qua đường liền luôn nha. Mình ghép được 6 bo nha mấy cô chú, 7 bo. Cây này đế quá nha anh chị. Đế nó cuộn cuộn ha. 90, hoa hồng thanh tú. Cái cụ đế là 45. Dạ. Hoành thân là 20. Cao 70. Tàng ngang 50. Mã số 90 xin Zalo là 1.100.000. Dạ. Cúc nhị dài. Dạ. Mã số 91. Cái này mình ghép được hai bo lớn đi cô chú anh chị. Khúc nhị dài anh chị. Dạ. Cái thân nó rất là quái cô chú anh chị nha. À, cái này ghép được hai bo và mùa ha anh chị. Dạ, em xin 56 luôn nha. Cái này quái lắm ha. Nè. Hoành là 10. Chiều cao 30. Tàng ngang 39. 91 là xin Zalo cô chú anh chị mình là 600.000. Dạ. Cam. Ghép 3 bo và mùa ha anh chị. Cúc cam. Cái này mới đông tàn lại cho nó ra ha anh chị. Bo này bo lớn luôn nha cô chú anh chị. 92. Cây này đế cũng khá đẹp nha cô chú anh chị nha. Rồi, cúc cam người ta gọi là hồng lộc mai nha anh chị. Hoành 13. Chiều cao 32. Tàng ngang 35. 92 khúc cam này xin Zalo chú chị mình là 600.000. Dạ. Hoa hồng thanh tú. Cây này về mình lấy được mấy bo liền được hết thôi chú chị, đang có nút nụ. Chuẩn bị ra hai lên cái nha. Dạ. Này nó bông nhiều lắm nha anh chị. Nè, dạ. Bông nhóc kia nè ha. Mình ghép được 9 bo nha quý cô chú anh chị. Này cô chú anh chị bây giờ làm thấy mặt bông luôn á. Đế đẹp nha anh chị. Đế nè. Dạ. Xin thông số luôn à. Hoành là 20. Dạ. Cao 72. Tàng ngang 67. 93 này xin Zalo cô chú chị mình là 1.100.000 ha. Dạ. 13, 94. Dạ, cúc 94. Tư Long. Cái này mình ghép được 2 bo nha cô chú chị. Nhiều. Rồi, em xin lên số luôn à. Tư. 94. Tư Long thì hoành 43. Dạ. Ê, hoành đế 43. Hoành thân 13. Chiều cao 42. Tàng ngang là 43. Dạ. 94 này xin Zalo chính chị mình là 600.000 ha. Rồi, 600.000. Hoa hồng thanh tú. Dạ, cây này cây này đế đẹp cho anh chị. Cây này phong cao cô chú anh chị thích cây, cây phong cao thân lắc mình chọn cây này nhé cô chú anh chị. Về là cô chú thấy được mặt hoa luôn nha, cô chú anh chị đang có nút nụ. Cái này thân thì nó lắc ha anh chị. À. Thân lắc mà tay cạnh nó đều hết ha. Được cái bộ đế nó rất đẹp cho anh chị, bộ đế nó đều hết luôn ha, chảy đều hết luôn. Đó, bộ đế nè anh chị. Đế nổi luôn ha. Chị xem ha, đế nè, nó nổi lên mặt thì nó rất đẹp ha. Cái này thân lắc mà được bộ đế nổi nó rất là đẹp. Đế điệu chân luôn. Hoành 19. Cao 82. Tàng ngang 62. 95 này xin Zalo của chúng chị mà là 1.200.000. Dạ, 1.200.000. Một cây dáng hơi siêu siêu hết cô chú anh chị. Cúc hoa hồng thanh tú luôn cô chú anh chị nha. Cây này thì đã lên da lương hết rồi, mình lấy bo được liền nha cô chú anh chị. Rồi.
mình ghép khá là nhiều bo nha quý cô chú. Cây dáng hơi siêu siêu. Siêu siêu ảnh ảnh. Dạ, em xin thông số luôn ạ. Hoành 22, ít 21. Dạ. Chiều cao 80. Tàn ngang là 55. 96. Xin Zalo của chú chị mình là 1 triệu. Dạ, 1 triệu chẳng lên cút qua hồng nha cô chú chị. Đại lộc. Dạ, một cây đại lộc. Nhấn siêu. Mã số 97. Cái này mình ghép từ 7 bo nha quý cô chú anh chị. Ừ, cây này mới đông tàn hả anh chị? Dạ. Rồi, dán hơi siêu siêu cô chú anh chị nha. Cây này bông chuẩn lắm nha anh chị. Ba bông ha. Cái này bông ok luôn. Hoành là 21. Dạ. Chiều cao là 47. Tàn ngang 48. 97. Xin Zalo với cô chú anh chị mình là 650.000. Dạ. 650 thôi cô chú anh chị nha. 98. Mày quăng đây nào một. Mày quăng đây nào. 98. 98. Cúc lá gai. Cái này mình ghép được 3 bo nha cô chú anh chị. Đế nơm. Sao mình gửi? Đế nơm ghép 3 bo vào mùa hả anh chị? Dạ. Cái này để gì thôi, để bàn thôi, đủ bông chơi. Dạ. Dư luôn. Bông chùm. Quanh 13. Dạ. Chiều cao 30. Tàn ngang 38. 98. Rồi xin Zalo với cô chú anh chị mình là 550.000 ha. Dạ. Cúc lá gai nha cô chú. 99. Ồ. À. 99 tại thi. Cúc cây thi thân lắm luôn cô chú anh chị nha. Cái này mình ghép được 3 bo à. Này lắc lắc cái hoành lắc đảo ha. Hoành 11. Cao 38. Tàn ngang 30. Số 99 này xin Zalo chính chị mình là 650.000. Dạ. 100. Rồi cúc cây thi để thú ha anh chị. Đấy rất là đẹp. Rồi cây này quái nha anh chị, ghép 3 bo ha. Này cô chú chị mình cũng cúc bo được liền nha cô chú. Ừ, để hình thú hả anh chị. Dạ. Ok, em xin thông số nha. Quanh là 11. Dạ. Chiều cao 27. Tàn ngang 35. Mã số 100. Rồi xin Zalo cô chú anh chị mình là 700.000. Dạ, 700.000 một cây cúc cây thi tế đẹp nha cô chú. 101 là một cây mai quắn. Mai quắn tế đẹp nha anh chị. Dạ. Rồi để đế VIP ha. Dạ. Rồi em xin thông số nha. Cây này đế quá đẻ. Hoành 14. Đế nơm 15. Chiều cao 52. Rồi mã số 101 này xin Zalo của chúng chị mình là 750.000. Dạ. Rồi. 2, cúc thọ hương tàn hả anh chị? Dạ. 102. Ờ 750. Là cây thọ cúc thọ hương ghép với mai tàn nha cô chú anh chị. Một cây tàn thông chi cành đều hết luôn nha quý cô chú nha. Cây này ghép trên 10 bo. Khoảng 22 bo luôn á cô chú anh chị. Tàn thông nha anh chị, thọ hương tàn thông ha. À, tàn đều hết nha quý cô chú. Rồi em xin thông số luôn nha ông chủ ơi. Hoành là 20. Dạ. Chiều cao 127. Tàn ngang 102. Rồi 102 khúc thọ hương này xin Zalo cô chú anh chị mình là 2.200.000. Dạ 2.200.000. Rồi mã số 103. Ba giống luôn. Rồi Zalo 3 cây mai ha anh chị, ba loại giống ha. Nè. Nín thở luôn à. Đầu tiên là cây đại lộc. Dạ. Tiếp theo là cây mai cúc 36. Dạ. À, thứ ba là cây cúc cam. Dạ. Lộn cúc mà tư long. Lộn. Hai bo cô chú anh chị nha. Hai bo tư long. Bên đây cũng hai bo 36 cánh. Để bí nha cô chú. Để cho bí. Rồi cái này là đại lộc 3 bo. Dạ. Này là mã số 103 ha anh chị. Dạ. 3 cây.
xin thông số luôn nha. Cái này lọc này là hoành 15. Dạ. Chiều cao 39. Dạ rồi. Cái 36 cái cũ, cái bí là 21. Dạ. Chiều cao 33. Cái cúc tư lông này là hoành 11. Cao 36. Rồi ba cây này xin giao lưu cho chị 1 triệu ha. Rồi, ba cây 1 triệu trắng luôn nha cô chú anh chị. Ba giống. Dạ. Đại lộc 36 với tư lông. Rồi. Đây là mã số cuối cùng clip ngày hôm nay. Cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi clip ha. Chúc cô anh chị mình dồi dào sức khỏe, làm ăn phát tài phát đạt, vạn sự như ý. Xin chào và hẹn lại anh chị clip sau. Dạ, cảm ơn cô chú anh chị đã dành thời gian theo dõi hết clip ạ. À. Em xin chào, chúc cô chú anh chị mình chọn được những cây mai thật lớn ý nha.